Chào mừng các bác đến với shop điều hòa nhật lướt của Đỗ Quân. Shop Đỗ Quân chuyên về điều hòa nhật lướt, các phân khúc điều hòa, hàng bãi, tuyển chọn hàng đấu giá trực tiếp tại Nhật. Đến với shop Đỗ Quân thì tất cả các sản phẩm các bác đều được thông báo chi tiết, chuẩn chỉ, chính xác về tình trạng, giá niêm yết công khai, và bên nhà em bán đúng giá niêm yết để các bác dễ dàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế của gia đình mình. Shop có địa chỉ tại Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp cộng Zalo là 0928 338 688. Trong video ngắn của ngày hôm nay, shop Đỗ Quân xin giới thiệu đến cả nhà một mẫu điều hòa hàng cao cấp của hãng Panasonic. Đây là phiên bản hàng lướt, máy vỏ trắng tinh, zin nguyên bản 100%, zin tuyệt đối nguyên bản 100% từ nước sơn, vỉ mạch đến phụ kiện đi kèm như cả nhà nhé. Máy trắng tinh Panasonic, mã sản phẩm là CS-250DEXE8, được sản xuất và ra mắt vào năm 2020. Đây là phiên bản hàng phun chức năng mặt cong cánh diều, có auto clear dọn dàng, có la lối khử khuẩn, và phiên bản này là có AI trí tuệ nhân tạo, có kết nối wifi. AI trí tuệ nhân tạo và kết nối wifi thì nó là những chức năng phụ thôi, tuy nhiên là nó là tích hợp những phiên bản hàng cao cấp. Sơn zin nguyên bản 100% nha cả nhà nhé, không có xà ba một giọt sơn ta nào, tôn khiển zin, cục nóng và lạnh, con này cục nóng dàn của nó xanh nét mới cứng luôn như cả nhà nhé. Đây các bạn, dàn của con cục nóng này quá mới, siêu mới. Đầu máy 25 thì nó sẽ tương đương với 10.000 BTU điện áp, sử dụng là điện 100V. Chiếc máy này sẽ sử dụng hiệu quả cho phòng dưới 14m2, hàng inverter 2 chiều nóng lạnh. Các bác thể sử dụng mùa hè và mùa đông sửa ấm thì rất là ok nhá. Ga sử dụng là ga R32. Diện tích sử dụng là sử dụng cho phòng 14m2. Con này về chất máy thì không có gì phải giới thiệu, máy quá là mới luôn đấy cả nhà nhé. Sơn zin nguyên bản 100%, siêu mới, đẹp không có tí vết đấy cả nhà nhé, xuất sắc. Đấy, vận chuyển thì nó có những cái vết xước sát nhẹ này thôi, tuy nhiên con này của nó quá là mới rồi, với phiên bản hàng đã qua sử dụng, con này của nó hàng cực chất, cực mới luôn nhé. Auto có lưa dọn dàng, máy sơn trắng tinh. Đấy, các bác nhé, máy vệ sinh siêu kỹ, con này đẹp hoàn hảo nha cả nhà. La lối khử khuẩn này, Elila này, AI trí tuệ nhân tạo này, kết nối wifi này, tự động dọn dàng. Sơn zin nguyên bản 100%. Trọng lượng mặt lạnh của bộ điều hòa này, nó sản xuất vào năm 2020 với cả nhà nhé. Bộ điều hòa này trọng lượng mặt lạnh của nó là 9,5 kg. Cục nóng của bộ điều hòa này thì nó sẽ nặng 20,5 kg. Ga sử dụng là ga R32, điện áp sử dụng là điện 100V. Sử dụng hiệu quả cho phòng dưới 14m2, hàng inverter 2 chiều nóng lạnh, phiên bản hàng phun chức năng, dàn mới cứng xanh nét. Mã sản phẩm nên đang review và giới thiệu đến cả nhà, bộ điều hòa này có mã tại cửa hàng Đỗ Quân là DH455. Giá bán tại cửa hàng có bảo hành 12 tháng là 8.800.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm đổi nguồn, chưa có phí vận chuyển và lắp đặt. Sản phẩm này bên em bao lắp đặt trọn gói trong 3m ống đồng, kèm theo vật tư công lắp đặt tại Hải Dương là 10.600.000 đồng, có bảo hành 12 tháng. Còn giá máy bán tại cửa hàng chưa bao gồm đầu nguồn, chưa có phí vận chuyển, giá là 8.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu thì mời các bác đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0928 338 688 để được tư vấn và bán hàng. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.